Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại chân núi Mai Thiên Lãnh. Thì bắt đầu mình đang đi lên, thì cái hướng dốc lên rất là cao luôn các bạn. Thì cái độ dốc đổ rất là cao, thì bây giờ mình sẽ lên tới đó thì mình sẽ review tiếp cho các bạn xem nha. Và đây là cái con đường mà lên trên dốc, lên cái đỉnh núi Mai Thiên Lãnh đó các bạn. Thì nó nhìn y chang như là Đà Lạt vậy đó. Đà Lạt giữa Tây Ninh nè, giữa thành phố Tây Ninh mà có Đà Lạt nè. Thì trên đây là có một cái quán ăn cũng gọi là quán Mai Thiên Lãnh. Thì và trong đây là có rất là nhiều người đến đây là để dừng chân, là nghỉ mát, là mình có thể dùng những cái món ăn mà mình yêu thích đó các bạn. Thì tại đây là phục vụ đầy đủ luôn. Thì bây giờ mình đã tới cái điểm dừng, mình vào gửi xe nè các bạn. Đây là quán Thu Sang. Thì ở đây có một cái hồ nước nhỏ nè. Thì những cái hồ nước này là từ cái khe nước suối trên núi mà chảy xuống, là người ta giữ nguyên cái nguồn nước đó các bạn, để cho nó tự nhiên nhất luôn á, để cho mình đến đây và mình trải nghiệm á. Đây là nước suối trên núi chảy xuống á, theo cái khe nước suối nè. Hiện tại thì mình đã đến điểm du lịch Mai Thiên Lãnh. Thì đây gồm có những cái thác nước và đây là cái điểm quán dừng chân để chúng ta ăn uống nghỉ ngơi nha các bạn. Thì có thác nước thì mình sẽ đi vòng vòng mình review rồi thác nước đầu trước cho mọi người xem phong cảnh nha. Thì tại đây á là có rất là nhiều cái chòi các bạn, cái chòi mà để che cho mình vô mình nghỉ nè. Thì đây là bực bài ra những cái bàn để mình ngồi ăn, có võng để nằm. Những em bé thì yên tâm đến đây cũng có võng để ngủ trưa nữa các bạn. Thì bên kia là mình thấy một chiếc cầu cây kìa. Thì mình sẽ tiến lại gần hơn chiếc cầu cây này. Đây chiếc cầu cây. Và có một cái khe suối chảy xuống á các bạn. Có mấy bạn đang ngồi rửa chân cho mát nè. Buổi trưa mà rửa chân bằng nước suối rất là mát luôn. Có một cái chiếc đu bằng cây nè các bạn. Có hai em bé được mẹ dắt tắm nè. Cái khe suối này chảy từ trên cái đỉnh núi xuống rất là mát luôn, nước rất là trong luôn các bạn ơi. Và cái phong cảnh ở đây là được còn giữ là cái nét mà hoang sơ của núi rừng. Và tại đây là như cái là cái thường ở trên núi trên rừng các bạn, thì thường có những cái con này con kia, nhưng mà trong đó thì có ông hổ là được người ta tôn kính đó các bạn. Người ta để một biểu tượng con hổ trên một cái hòn đá. Đây là biểu tượng ông hổ nè các bạn. Vẫn được đốt nhang và thờ cúng đó các bạn. Đây là một cái xích đu nè, các bạn ấy đang đùa chơi nè. Rất là vui luôn. Và những cái phiến đá mà được người ta khắc tên lên, cục biểu tượng của tình yêu là một đôi trái tim, một căn nhà gỗ nè các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn cùng mình bước qua bên hồ núi đá Mai Thiên Lãnh nha. Thì sau khi tham quan cái quán ăn đó xong á, thì mình bước qua cái hồ núi đá Mai Thiên Lãnh này thì có rất là nhiều người luôn. Mặt nước thì lăn tăn, giống sóng gió thì nó mênh mang á, khiến cho lòng mình rất là nhẹ lòng các bạn. Rất là thích thú luôn. Đó là cái núi bên kia cao cao á, chúng ta đang nhìn thấy á, chút thiếu nữa mình sẽ chạy qua xe qua bên cái mặt núi dựng đó các bạn. Mình sẽ qua bên đó luôn, mình lên cái đỉnh cao nhất trên đó để cho các bạn xem là nó cao đến đâu nha. Thì bên mặt phía bên đây là rất là đẹp luôn các bạn ơi, nhìn rất là thơ mộng luôn. Thì có rất là nhiều người đến đây để nghỉ mát. Thì trong đó thì cảnh núi thì nó ve xuống ở dưới cái mé mà mặt hồ các bạn, rất là đẹp luôn. Những phiến đá rất là chắc chắn, mình yên tâm về cái đó nha các bạn. Thì mình có thể ngồi cạnh ở đây, nhưng mà có khuyến cáo là cái bảng màu đỏ chữ cấm các bạn, là có chỗ hồ sâu đến 30 mét, thì chúng ta cũng nên cẩn thận đi xa xa ra nha các bạn. Thì cấm ở đây là người ta cấm mình tắm và bơi lội các bạn. Có những chỗ mà sâu tới 30 mét, thì có chỗ là mười mấy 20 mét, thì mình không có biết được chỗ nào đâu. Thì những cái bản khuyến cáo thì mình nên là nghĩ tin là như vậy nha các bạn. Thì ở đây là có rất là nhiều cái mái nhà nữa nè.
thì để cho chúng ta đến đây là để vào trong đây thì được phục vụ theo yêu cầu của các bạn, có thể là mướn lo kẹo kéo hát hoặc là gì đó, món ăn phục vụ tất cả. Đây là một chiếc thuyền ba lá nè, mà bên cạnh một bờ hồ sen. Thì dòng nước trong hồ núi đá Ma Thiên Lãnh này á rất là trong luôn, trong vắt luôn, màu xanh lam luôn các bạn. Gió thổi thì vi vu. Ngồi trên mặt hồ này thì chúng ta đến đây là được trải nghiệm trong những ngày mà nắng nóng á, từ thành phố Hồ Chí Minh á, chúng ta có thể đổ về hướng Tây Ninh lên cái hồ núi đá Ma Thiên Lãnh này là để chúng ta chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Và trong đó thì nghỉ mát là phần quan trọng nhất. Đặc biệt là gió ở đây á, là rất là mát luôn. Chúng ta đứng đây là mát se se lạnh luôn các bạn. Mà tạo cho chúng ta một cái cảm giác trong lòng rất là thích. Mặt hồ kìa, sóng nước thì vỗ nhẹ kìa. Lung linh nó chiếu những cái ánh nắng xuống các bạn. Nhìn rất là thích mắt luôn, rất là vui mắt. Những cơn gió xào xạc luôn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình dùng xe máy mình chạy lên trên cái hướng hồi nãy, cái núi cao mà hồi nãy mặt hồ mình chỉ các bạn lúc đoạn video đầu á, thì mình dùng xe máy mình chạy lên trên núi đi các bạn. Thì chúng ta có thể đi bộ, nhưng mà mình dùng xe máy mình đi nó sẽ đỡ mệt hơn, nó đỡ mất sức hơn các bạn. Thì đi bộ cũng mất một khoảng thời gian á. Thì sau khi mình chạy xe máy lên trên cái đỉnh núi nè, mặt đá dựng hồi nãy á, thì trên đây cũng có một cái số chòi để chúng ta ngồi nghỉ mát chỗ uống nước. Thì nước thì trên đây bán giá cả cũng rất là bình dân các bạn, không có bị mắc như những khu du lịch khác đâu, các bạn yên tâm về cái vấn đề mà giá cả nha. Thì đây có một cái đỉnh núi cao kìa các bạn thấy không, có một chiếc cầu bằng bê tông người ta đổ trên ngang trên cái đường lên đỉnh núi kìa. Thì mình sẽ tiến lên trên đó, mình bước lên trên cái đỉnh cao nhất để mình ngắm cái đỉnh núi Ma Thiên Lãnh nha các bạn. Thì đứng trên cái đỉnh đó thì mình có thể ngắm luôn ở dưới hồ nước Ma Thiên Lãnh. Thì hôm nay mình đi chung, mình lên đây thì có gặp một số bạn thì cũng cùng với mình lên trên cái đó, cái đỉnh núi cao nhất luôn, thì mình sẽ đi trước. Thì tại những cái phiến đá này các bạn nhìn thấy không, nó rất là còn giữ được cái nét tự nhiên nè, kiểu như cái nét hoang sơ mà nó như ban đầu mà thiên nhiên tạo thành đó các bạn. Thì cái đường lên đó các bạn thì nó cũng khá là treo leo, cái lối mòn nhỏ men thì mình đi theo cái lối nhỏ mòn đó. Thì bên đây là những cái vách đá mà mình đi thẳng lên trên đó, phía sau lưng mình là cái vách đá này được các bạn đến đây và ghi lại cái tên của mình á, như là cái kỷ niệm mà mình đã từng đến đây các bạn. Thì mình thấy bên cái vách đá này có ghi một số tên của các bạn ấy nè. Núi đồi thì xung quanh nó nhìn rất là thơ mộng, rất là đẹp luôn. Cây xanh thì nhìn trên những cái dãy núi chúng ta nhìn rất là đẹp. Thì con đường leo lên thì nó cũng rất là treo leo. Nói chung là mình lên thì mình chỉ cần cẩn thận chút xíu nha các bạn. Nhìn vậy thôi chứ mình trượt chân là không được, nó khá là trơn á. Thì bên trên đây là một chiếc cầu thì được người ta xây bằng bê tông nè các bạn. Thì mà vẫn còn đường lên nữa, mình sẽ lên thêm một tảng đá nữa. Thì các bạn nhìn thấy sau lưng mình là đỉnh núi Ma Thiên Lãnh. Thì mình đã lên tới cái chỗ mà có thể leo cao nhất. Bên kia là không có đường lên các bạn ơi, mình chỉ lên được cái đường này thì người ta cho lên cái đường này thì mình lên thôi. Thì đây là có thể là mình nghĩ là một cái dự án gì đó, một cái chiếc cầu này đang xây mà đang bỏ dở các bạn. Thì chúng ta đang ngắm cái hồ nước Ma Thiên Lãnh này các bạn. Cái hồ nước đá Ma Thiên Lãnh á, chúng ta đang nhìn thấy đứng trên cao nè, chúng ta nhìn quan sát xuống là thấy rất là đẹp luôn. Các bạn ấy thì đang đi phía bên dưới, đang chuẩn bị lên đó các bạn. Đi theo cái lối mòn của mình là các bạn ấy sẽ lên theo á. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh Trinh Miệt Vườn nha. Thì hôm nay mình đã đưa các bạn đi tham quan hồ núi đá Ma Thiên Lãnh.
Thì kênh Trinh Miệt Vườn xin được đóng lại video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe. Và các bạn hãy đi một lần đến Tây Ninh và tìm đến núi đá Ma Thiên Lãnh nha. Xin chào cả nhà.